Hồ sơ hóa thạch rất giàu sinh vật hấp dẫn. Trên thực tế, hệ động vật trên trái đất thời tiền sử phong phú hơn thời điểm hiện tại. Điều thú vị là bất chấp những nỗ lực hết mình, chúng ta chỉ biết một tỷ lệ nhỏ động vật đã sống trong suốt lịch sử địa chất của hành tinh. Đó là bởi vì chỉ có một tỷ lệ nhỏ hóa thạch được bảo tồn. Động vật trên cạn thậm chí còn có ít khả năng được bảo tồn dưới dạng hóa thạch. Điều đó có nghĩa là một tỷ lệ lớn các loài vẫn chưa được khám phá. Đối với nhiều loài, hình dạng hiện tại của chúng khác biệt đáng kể so với tổ tiên xa xưa. Một số loài động vật thời tiền sử cũng không có họ hàng còn sống, nên chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn chúng trông như thế nào. Tất cả đều là một phần của tấm thảm sinh vật hấp dẫn về các dạng sống cổ xưa mà mọi người cần biết để đánh giá đầy đủ sự sống trên trái đất đã đi được bao xa. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với các loài động vật thời tiền sử tiêu biểu đã chiếm giữ các hệ sinh thái trong suốt lịch sử địa chất của trái đất. Các bạn cũng nên lưu ý rằng đây không phải là bảng xếp hạng mà chỉ là số thứ tự thôi nhé. Không dài dòng thêm nữa, chúng ta đến với những nội dung chính của video này thôi nào. Số 1. Dimetrodon. Dimetrodon nghĩa là hai cỡ răng, tên tạm dịch là bò sát lưỡng da hoặc bò sát tạp da, là một loài động vật ăn thịt thuộc nhánh mặt thú. Mặc dù bề ngoài trông giống khủng long, nhưng Dimetrodon là loài tiền sử xuất hiện trước khủng long đến 50 triệu năm. Thực chất, loài động vật này được biết đến như tổ tiên của loài thằn lằn hiện đại. Nó sống vào thời kỳ đầu của kỷ Permi, cách đây 295 đến 265 triệu năm. Nó là thành viên của họ Sphenacodontidae. Đặc điểm nổi bật nhất của Dimetrodon là một cánh buồm lớn trên lưng được các gai xương sống kéo dài ra. Nó đi bằng bốn chân và có hộp sọ dài, cong với răng có nhiều kích cỡ trên cùng một hàm. Hầu hết những hóa thạch của nó được tìm thấy ở miền Tây Nam Hoa Kỳ và hầu hết số hóa thạch đó là ở Texas và Oklahoma. Nhưng gần đây hơn đã tìm ra một số hóa thạch của loài này ở nước Đức. Số 2. Glyptodon. Glyptodon có nghĩa là răng có rãnh hoặc chạm khắc, là một chi của các loài động vật có vú lớn thuộc họ Glyptodontidae. Nó là loài động vật có vú thời tiền sử, được bao phủ cho một lớp vỏ cứng, bảo vệ tương tự như loài tato ngày nay, phục vụ mục đích tương tự là bảo vệ nó khỏi những kẻ săn mồi. Glyptodon cũng có một chiếc chùy đuôi khổng lồ rất hữu ích cho việc phòng thủ. Glyptodon còn sống trong thế Pleistocene ở Bắc và Nam Mỹ, từ 3 cho đến khoảng 11.000 năm trước. Có nhiều nguồn thông tin cho rằng nó tuyệt chủng bởi sự săn bắt quá mức của người tiền sử. Số 3. Megatherium. Megatherium là một chi lười đất có kích thước bằng một con voi. Nó sống ở Nam Mỹ từ thế Miocene sớm đến thế Pleistocene và là một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất trên lục địa sống trong suốt thời kỳ này. Nó có chiều cao trung bình khi đứng thẳng bằng hai chân lên tới 6 mét và nặng khoảng 5 tấn. Megatherium có thân hình cơ bắp cường tráng. Các chuyên gia cho rằng nó có khả năng nâng cao phần thân trên của mình dưới tư thế thẳng hai chân để tiếp cận những loài thực vật nằm ngoài tầm với của các loài động vật ăn cỏ khác. Số 4. Smilodon. Smilodon là một chi của phân họ Mycharodon đã tuyệt chủng thuộc họ mèo. Loài săn mồi có kích thước bằng sư tử này đều biết đến với những chiếc răng nanh dài, có răng cưa, có thể tạo ra những cú cắn cực mạnh có thể nghiền nát xương. Smilodon sống trong các khu rừng ở Bắc và Nam Mỹ trong kỷ nguyên Pleistocene và tồn tại cho đến khoảng 11.000 năm trước. Nó là loài săn mồi đỉnh cao, chuyên săn các loài động vật lớn ở Mỹ như bò rừng khổng lồ, ngựa và lạc đà. Số 5. Entelodon. Entelodon hay còn được gọi là lợn sát thủ, là một họ lợn đã tuyệt chủng từ thời kỳ tiền sử. Chúng là động vật ăn tạp và là loài đặc hữu của những khu rừng và đồng bằng Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu. Từ cuối thế Eocene đến thế Miocene sớm, cách đây khoảng 21 triệu năm, chúng là một trong những loài động vật săn mồi hung tợn nhất lịch sử. Entelodon cũng được một số nhà nghiên cứu cho rằng nó là tổ tiên của loài lợn hiện đại, có thân hình nửa giống lợn nửa giống trâu. Tuy cao trên 2 mét, chiều dài 4 mét và nặng đến 4 tấn, nhưng lợn trâu Entelodon có bộ não chỉ bé như trái cam. Những vết thương trên sọ được tìm thấy trong các hóa thạch cho thấy loài thú này thường xuyên tấn công lẫn nhau để cạnh tranh địa phận hoặc con cái. Nhìn chung bề ngoài của chúng như một con quái vật nửa lợn nửa trâu cực kỳ hung dữ. Số 6. Megalania. Megalania là một loài thằn lằn đã tuyệt chủng sống ở Úc trong kỷ nguyên Pleistocene. Nó là loài săn mồi đỉnh cao trên lục địa và được coi là thằn lằn lớn nhất từng được phát hiện. Megalania dài 3,5 đến 7 mét,
và nặng từ 97kg cho đến 1,9 tấn. Nhưng do những hóa thạch rời rạc nên những ước tính này không thực sự được công nhận. Loài thằn lằn săn các loài động vật cỡ lớn của Úc, bao gồm các loài động vật lớn trên cạn như Diplodon. Ngoài bộ hàm đồ sộ với những hàng răng cưa, các chuyên gia còn cho rằng Megalania có thể có nọc độc giống như nhiều loài thằn lằn ngày nay. Megalania đã tuyệt chủng cách đây 50.000 năm. Điều đó có nghĩa là nó có thể đã sống cùng với con người sơ khai trên lục địa trước khi tuyệt chủng. Số 7. Arctodus. Gấu mặt ngắn khổng lồ hay gấu Arctodus, tên của nó trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là gấu răng, là một loài gấu đặc hữu đã tuyệt chủng trong khoảng thời gian thế Pleistocene, kỷ băng hà, có niên đại cách đây 3 triệu cho đến 11.000 năm trước. Arctodus là một trong những loài động vật có vú trên cạn ăn thịt lớn nhất trên trái đất. Nó sống ở đại lục Bắc Mỹ, nhiều nhất là ở khu vực bờ Tây Hoa Kỳ ngày nay. Đầu giống với gấu xám Bắc Mỹ, nhưng to lớn hơn bất kỳ loài gấu nào khác. Arctodus gồm có hai loài là Arctodus simus và Arctodus pristinus. Trong một nghiên cứu gần đây, khối lượng của 6 mẫu vật tìm được của Arctodus simus đã được ước tính 1/3 trong số chúng có trọng lượng khoảng 900kg, lớn nhất là 957kg, chiều cao có thể đạt tới 4,6m. Còn Arctodus pristinus với 2 mẫu vật được tìm thấy có trọng lượng khoảng 500kg và 63,6kg. Số 8. Voi mammut. Chi voi mammut hay chi voi lông dài có danh pháp khoa học là Mammuthus, là một chi voi cổ đại đã tuyệt chủng, tồn tại từ thế Miocene muộn khoảng 6,2 triệu năm trước đến thế Holocene khoảng 4.000 năm trước ở châu Phi, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Voi mammut được phân biệt với voi còn sống bởi những chiếc ngà xoắn của chúng và ở ít nhất một số loài sau này. Sự phát triển của nhiều khả năng thích nghi với cuộc sống trong môi trường lạnh giá, bao gồm cả lớp lông dày. Voi mammut có quan hệ họ hàng gần gũi với voi châu Á hơn là voi châu Phi, xuất hiện khoảng 6 triệu năm trước trong thời kỳ Miocene muộn ở khu vực ngày nay là miền Nam và Đông Phi. Sau đó, vào thế Pliocene khoảng 3 triệu năm trước, voi mammut phân tán sang châu Á và châu Âu, cuối cùng bao phủ hầu hết lục địa Á-Âu trước khi di cư vào Bắc Mỹ khoảng 1,5 cho đến 1,3 triệu năm trước, trở thành tổ tiên của voi mammut Columbia. Còn voi mammut lông xoăn đã tiến hóa khoảng 700 cho đến 400.000 năm trước ở Siberia, với một số còn sống sót trên đảo Wrangel của Nga ở Bắc Băng Dương cho đến tận 4.000 năm trước, vẫn còn tồn tại trong thời kỳ tồn tại của những nền văn minh sớm nhất ở Ai Cập cổ đại và Lưỡng Hà. Số 9. Chim khủng bố. Forest Brachidae, hay còn được biết đến với cái tên phổ biến hơn là chim khủng bố, là một họ chim không biết bay ăn thịt, từng là những loài động vật ăn thịt lớn nhất tại Nam Mỹ trong Đại Tân Sinh. Tồn tại trong khoảng thời gian từ 62 cho đến 1,8 triệu năm trước, chúng có chiều cao từ 1 đến 3 mét. Họ hàng gần nhất còn tồn tại của chúng là những loài chim mào bắt đắn cao 80cm. Một họ hàng khác trong họ là Titanis wangleri, là một loài lớn, từng sinh sống ở Bắc Mỹ, trải dài từ Texas đến Florida. Điều này khiến Forest Brachidae trở thành giống động vật ăn thịt lớn duy nhất di cư từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ trong cuộc đại chuyển giao giữa châu Mỹ, xảy ra sau khi eo đất Panama xuất hiện từ 10 cho tới 15 triệu năm trước. Số 10. Gigantopithecus. Gigantopithecus là một chi vượn người tồn tại từ 9 triệu cho đến 100.000 năm trước đây, ở khu vực ngày nay là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Có nghĩa rằng Gigantopithecus sống cùng thời kỳ vào vị trí với dạng người sớm hơn như người đứng thẳng Homo erectus. Các hóa thạch còn cho biết rằng các cá thể của loại Gigantopithecus blackie là to lớn nhất trong số các loại vượn người trong lịch sử, với chiều cao khi đứng thẳng tới 3 mét và cân nặng khoảng 540kg. Các đặc trưng này của quai hàm và răng gợi ý rằng Gigantopithecus đã thích nghi với việc nhai những thức ăn dai, nhiều sợi bằng cách cắt và nghiền nhỏ nó. Răng của nó cũng có nhiều lỗ rỗng, tương tự như ở gấu trúc, loài với nguồn thức ăn chủ yếu là tre trúc. Và điều đó gợi ý rằng nguồn thức ăn của Gigantopithecus cũng có thể tương tự. Ngoài tre trúc ra, Gigantopithecus còn ăn các loại thức ăn thực vật khác, như gợi ý từ các phân tích các loài thực kết thạch bám vào răng của chúng. Việc kiểm tra các vết xước vi thể và các dấu tích sạn thực vật bám vào răng Gigantopithecus gợi ý rằng chúng còn ăn cả hạt và hoa quả, cũng như là tre trúc. Số 11. Elasmotherium. Elasmotherium là một chi tê giác lớn đặc hữu của châu Á và châu Âu, đã tuyệt chủng trong thời kỳ Miocene muộn đến thế Pleistocene muộn, với niên đại vào khoảng 39.000 năm trước. Nó là thành viên cuối cùng còn sống sót của Elasmotherinae, một nhóm tê giác đặc biệt tách biệt với nhóm chứa tê giác sống ngày nay là Rhinocerotinae.
Elasmotherium là một chi tê giác khổng lồ cao trung bình 2m, dài từ 4,5 cho đến 5m, có một sừng dài khoảng 2m trên trán và có thể nặng tới 3,5 cho đến 4,5 tấn. Các chân của chúng dài hơn các loại tê giác khác và có lẽ thích hợp cho việc chạy nhanh, làm cho dáng đi của chúng giống như kiểu phi nước đại của ngựa. Các răng của chúng tương tự như của ngựa và thích hợp với việc gặm các loại cây cỏ mục thấp. Số 12. Megaloceros. Megaloceros là một chi hưu đã tuyệt chủng, có các thành viên sống khắp lục địa Á Âu từ thế Pleistocene đến thế Holocene sớm. Loại và là thành viên duy nhất không thể tranh cãi của chi là Megaloceros giganteus, thường được gọi là Nai sừng tấm Island hay hưu khổng lồ, cũng được biết đến nhiều nhất. Hưu hoang được cho là họ hàng còn sống gần nhất của chúng. Megaloceros được cho là có liên quan chặt chẽ với các chi khác của hưu khổng lồ như chi Sinomegaceros ở Đông Á và Brachygaceros ở châu Âu. Số 13. Sư tử Bắc Mỹ. Sư tử Bắc Mỹ, sư tử Mỹ hay sư tử hang động Mỹ, có danh pháp khoa học là Panthera atroph, là một loài động vật đã tuyệt chủng thuộc chi báo. Đây là loài đặc hữu Bắc Mỹ và Đông Bắc Nam Mỹ trong thời kỳ Pleistocene từ khoảng 340.000 đến 12.800 năm trước. Loài này ban đầu được mô tả bởi nhà cổ sinh vật học người Mỹ Joseph Leidy vào năm 1853 dựa trên một mảnh xương hàm dưới từ Mississippi. Tình trạng của loài này đang được tranh luận với một số nhà nghiên cứu động vật có vú và nhà cổ sinh vật học coi nó là một loài riêng biệt hoặc một phân loài của Panthera leo, trong đó có sư tử sống ngày nay. Tuy nhiên, bằng chứng di truyền mới đã chỉ ra rằng nó là một loài riêng biệt có nguồn gốc từ các hang động Á Âu hoặc sư tử thảo nguyên Panthera spelaea, tiến hóa sau khi bị cô lập về mặt địa lý ở Bắc Mỹ. Hóa thạch của nó đã được khai quật từ Canada cho đến Mexico. Nó lớn hơn sư tử hiện đại khoảng 25%, khiến nó trở thành một trong những loài sư tử lớn nhất từng tồn tại, với chiều dài từ 1,6 đến 2,5m, cân nặng xấp xỉ từ 235 đến 523 kg ở con đực và 175 kg cho đến 365 kg ở con cái. Số 14. Megalodon. Megalodon thuộc chi Carcharoles, nhưng tên cụ thể của loài cá này phổ biến hơn. Loài cá mập thời tiền sử được biết đến chủ yếu từ hóa thạch răng, được coi là một trong những loài săn mồi lớn nhất và hung dữ nhất của vùng biển cổ đại. Nó sống trong thế Miocene đến thế Pliocene. Megalodon là loài siêu ăn thịt có chiều dài tối đa lên tới 20,3 mét và các cá thể lớn nhất có thể nặng tới gần 45,5 tấn. Với kích thước của nó, loài cá khổng lồ này phải tiêu thụ gần 100.000 kcal thức ăn mỗi ngày. Chế độ ăn của Megalodon bao gồm cá voi, hải cẩu và rùa biển khổng lồ, với lực cắn cao hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Dù còn sống hay đã tuyệt chủng, Megalodon có thể tiêu diệt bất kỳ loài động vật biển nào ở vùng biển Cainozoi cổ đại. Số 15. Denleosteus. Cá da phiến là loài cá chiếm ưu thế nhất trong kỷ Devon và Denleosteus là một trong những thành viên lớn nhất và nổi tiếng nhất của nhóm này. Loài cá bọc thép dày đặc này sống vào cuối kỷ Devon từ 382 đến 358 triệu năm trước. Chiều dài ước tính cho các loài khác nhau của loài này nằm trong khoảng từ 4,1 cho đến 10 mét. Một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của loài cá khổng lồ này là nó có các mảng xương trong hàm thay vì răng thông thường. Điều này cho phép nó tạo ra lực cắn lớn hơn 4.000 Newton. Nó là loài săn mồi đỉnh cao của vùng biển kỷ Devon và săn nhiều loài động vật bao gồm Ammonites và các loài cá da phiến khác. Số 16. Leviathan melvillei. Leviathan melvillei là một loài cá nhà táng dài 15,4 mét và nặng khoảng 51 tấn sống trong kỷ nguyên Miocene khoảng 13 triệu năm trước. Nó được coi là một trong những loài cá nhà táng lớn nhất mọi thời đại. Loài cá nhà táng khổng lồ này chủ yếu sống ở phía nam Thái Bình Dương. Nó là loài săn mồi đỉnh cao của vùng biển Miocene với cái đầu to và mõm dài khỏe. Mỗi chiếc răng của Leviathan có kích thước lên tới 36,2 cm, khiến nó trở thành loài có hàm răng cắn lớn nhất so với bất kỳ loài động vật nào dù còn sống hay đã tuyệt chủng. Leviathan săn hải cẩu, cá mập và các loại cá voi khác. Cá voi tấm sừng hàm là một phần quan trọng trong chế độ ăn của Leviathan. Nó có chung môi trường sống với các loại săn mồi đỉnh cao khác như Megalodon nổi tiếng. Việc săn số lượng lớn cá voi vào thời tiền sử này có nghĩa là nó có thể xé nát một miếng lớn con mồi chỉ bằng một cú cắn mạnh mẽ. Số 17. Titanoboa. Titanoboa có nghĩa là chăn khổng lồ, là một chi chăn từng sinh sống khoảng từ 60 đến 58 triệu năm trước, sau thời điểm khủng long tuyệt chủng trong thế Paleocene. Loài duy nhất đã biết có danh pháp là Titanoboa cerehonensis. Trước khi loài Vasuki indicus được phát hiện ở Ấn Độ, thì Titanoboa
là loài chăn lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay. Titanoboa khi trưởng thành có thể dài từ 12,75 đến 14,93m, cân nặng khoảng 705kg cho đến 1,1 tấn. Các khóa thạch của 28 cá thể Titanoboa đã được tìm thấy trong các mỏ than tại Cerrejón ở miền Bắc Colombia vào năm 2000. Trước khi có phát hiện này, một ít hóa thạch các động vật có xương sống thời kỳ Paleocene cũng đã được tìm thấy trong các môi trường nhiệt đới cổ đại ở Nam Mỹ. Loài này có họ hàng với chăn khổng lồ Nam Mỹ. Số 18. Caprosuchus. Caprosuchus còn được gọi là cá sấu lợn, là một chi cá sấu đã tuyệt chủng của loài cá sấu Mahajanga-suchus, hay còn được gọi là Boa Brock, đã nhanh chóng chiếm được trí tưởng tượng của công chúng và đi vào văn hóa đại chúng ngay sau đó. Tên này xuất hiện từ bộ ba răng trong giống dưng ngà của lợn rừng. Những cặp răng này được chia thành hai cặp ở hàm trên, một cặp ở hàm dưới. Nếu không có những rãnh này, Caprosuchus sẽ có hàm răng được giữ mở vĩnh viễn bằng chính răng của nó. Đầu mõm khá cồng kềnh và có thể đã có sự phát triển dạng sừng. Suy đoán về đặc điểm này là do nó có khả năng tấn công, nơi Caprosuchus sẽ lao đầu vào con mồi, làm choáng hoặc hạ gục nó trước khi kẹp chặt với hàm răng của nó. Hốc bắt có sự sắp xếp tương tự như các loài cá sấu trên cạn khác ở chỗ, chúng nghiêng về phía trước thay vì hướng lên trên, cũng cho thấy khả năng Caprosuchus có tầm nhìn rộng với cái nhìn sâu sắc. Số 19. Mosasaurus. Mosasaurus là một loài thằn lằn biển khổng lồ, có họ hàng với thằn lằn và rắn ngày nay. Nó có thể phát triển đến chiều dài khoảng 15-18m, khiến nó trở thành một trong những loài bò sát biển lớn nhất từng được biết đến. Được phát hiện vào thế kỷ 18, Mosasaurus là một trong những loài bò sát Mesozoi đầu tiên được tìm thấy. Nó là một trong những loài săn mồi đỉnh cao của kỷ phấn trắng, săn hầu hết mọi thứ bay được, bao gồm cá, cá mập, động vật chân đầu và thậm chí cả các loài bò sát biển khác. Nó được xây dựng giống như một loài bò sát biển cổ đại điển hình, với chân chèo khổng lồ và chiếc đuôi khổng lồ giúp nó vận động. Nhưng kích thước khổng lồ của loài bò sát biển này khiến nó xứng đáng được gọi là quái vật biển thời tiền sử. Số 20. Tylosaurus. Tylosaurus là một con mosasaur, là một loài bò sát biển săn mồi lớn, có quan hệ họ hàng gần gũi với thằn lằn hiện đại và rắn, xuất hiện từ thời kỳ phấn trắng muộn. Tylosaurus có kích thước rất lớn, dài từ 13 đến 14 mét. Chẳng những sở hữu kích thước khủng khiếp, Tylosaurus còn có sự tiến hóa về cấu trúc cơ thể, giúp nó bơi lội bằng đuôi thay vì chân chèo như mosasaur thông thường. Kích thước đồ sộ của Tylosaurus có nghĩa là nó sẽ dễ dàng đạt được vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn và gần như không có loài sinh vật nào thoát khỏi thực đơn của nó. Từ các khóa thạch cổ, người ta có thể tìm thấy trong dạ dày của Tylosaurus những loài rất phổ biến như cá, cá mập, các loài chim không biết bay như Hesperornis, các loài bò sát cỡ lớn của đại dương như Plesiosaur và thậm chí cả những loài thuộc Mosasaur khác. Số 21. Quetzalcoatlus. Thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus sống vào cuối kỷ Preta ở Bắc Mỹ, cách đây khoảng 68 đến 65,5 triệu năm trước. Tên của chúng được đặt theo tên của con rắn thần Aztec God, có lông vũ biết bay của nền văn minh cổ Aztec ở Trung Mỹ. Với kích thước to lớn nhưng nhờ bộ xương có cấu trúc rỗng, nên Quetzalcoatlus có thể bay lượn dễ dàng và trở thành sát thủ đáng sợ trên bầu trời đối với bất kỳ loài vật nào. Quetzalcoatlus được coi là động vật biết bay lớn nhất trên trái đất vào thời điểm đó. Nó có chiều cao tương tự hươu cao cổ khoảng 5-6m, nhưng lại có sải cánh dài khoảng 11m, tương đương sải cánh của chiếc tim kích F-16. Quetzalcoatlus được coi là kết quả tiến hóa cuối cùng của loài giật lông Pterosaur. Theo nghiên cứu của Mike Habib, giáo sư cơ sinh học tại Đại học Chatham, cho biết rằng Quetzalcoatlus bay đạt độ cao từ 3.000-4.500m và có tốc độ tối đa là 130 km/h. Với tốc độ này thì hầu như chẳng có con mồi nào có thể thoát khỏi đòn tấn công từ trên cao của chúng. Số 22. Helicobryon. Helicobryon được cho là một trong những loài cá mập có hình dạng kỳ lạ nhất từng được phát hiện. Mặc dù rất ít thông tin về hình dáng đầy đủ của loài cá mập này, nhưng đặc điểm đáng chú ý của nó là răng xoắn hình xoắn ốc, vừa khít với mặt trước hàm của nó. Loài cá mập này thì được gọi là cá mập lưỡi cưa do hàm răng độc đáo này. Vòng xoắn răng lớn được phát hiện cho đến nay có đường kính lên tới 56cm. Bản thân loài cá mập này dài từ 5-8m, có nghĩa là nó có kích thước tương đương với cá mập trắng lớn hiện tại. Cách giam giữ độc đáo của loài cá mập này có thể cho phép nó săn được cả con mồi cứng và mềm. Số 23. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, thường được gọi là T-Rex, được cho là loài khủng long ăn thịt mang tính biểu tượng nhất từng được phát hiện.
loài khủng long chân thú này là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh của tất cả các loài khủng long. Sự hung dữ của loài khủng long này từng được thể hiện trong các tài liệu tham khảo về văn hóa đại chúng như bộ phim Công viên khỉ Jura, nơi đó được miêu tả là một kẻ săn mồi da thịt tàn nhẫn. T-Rex có chiều dài trung bình khoảng 12,3m và cao là 3,95m ở hông và nặng khoảng 10,4 tấn. Ngoài việc là một trong những loài ăn thịt trên cạn lớn nhất từng được biết đến, T-Rex còn có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài săn mồi nào được biết đến. Hộp sọ khổng lồ dài 1,45 mét và bộ hàm khỏe mạnh của nó có thể mang lại lực cắn lên tới 45.000 Newton. Mặc dù có một số nhà khoa học đã đề xuất lối sống ăn xác thối cho T-Rex, nhưng rất có thể nó là loài săn mồi đỉnh cao của kỷ phấn chân muộn ở Bắc Mỹ. Số 24. Ribinomimus. Động vật có vú xuất hiện trong thời đại khủng long kỷ nguyên Mesozoi, nhưng hầu hết chúng đều là những sinh vật nhỏ, có kích thước bằng loài gặm nhấm. Ribinomimus đặc biệt vì nó lớn hơn hầu hết các loài động vật có vú khác sống cùng đời. Nó sống trong thời kỳ kỷ phấn trắng khoảng 125 triệu năm trước. Ribinomimus là một loài động vật có vú có kích thước bằng con lưỡng mật và nặng trung bình từ 12 đến 14 kg. Nó là loài động vật ăn thịt sung mãn và là một trong số ít loài động vật có vú được biết đến là đã săn khủng long. Các mảnh vỡ hóa thạch của một con Cystacosaurus chưa trưởng thành được tìm thấy trong ruột của Ribinomimus. Số 25. Andreyorkus. Andreyorkus được coi là một trong những loài động vật có vú ăn thịt trên cạn lớn nhất từng được biết đến. Loài động vật có vú lớn này tồn tại khoảng 45 cho đến 34 triệu năm trước trong thời kỳ Paleozoic. Nó có thể săn các loài động vật có vú lớn khác trong hệ sinh thái của nó, bao gồm cả tổ tiên của tê giác và voi, là họ hàng gần của cá voi và hà mã thời hiện đại. Andreyorkus sống ở sa mạc nên hệ sinh thái bán khô cằn ở các vùng thuộc Mông Cổ ngày nay. Số 26. Brachiochilis. Bro đã xuất hiện trong những năm đầu của đại chúng sinh và Brachiochilis là một trong những dạng lâu đời nhất của nhóm bò sát độc đáo này. Brachiochilis sống từ kỷ Trias khoảng 210 triệu năm trước. Điều này có nghĩa nó là một trong những loài rùa thân lâu đời nhất từng tồn tại. Nó đã phát triển đầy đủ vỏ và mỏ. Sự khác biệt nổi bật nhất của Brachiochilis và rùa còn sống ngày nay là chiếc chì đuôi có gai chúng dùng để tự vệ trước những kẻ săn mồi. Số 27. Thysaidamotherium. Thysaidamotherium là một họ hàng có hình dáng kỳ lạ của các loài bò thời hiện đại. Về mặt hình thái, nó trông giống một con bò xả hương hiện đại nhưng có một số đặc điểm nổi bật. Điều đáng chú ý nhất là chiếc sừng hình trụ lớn nằm ngay giữa trán của nó. Nó cũng có một chiếc sừng nhỏ hơn ngay cạnh chiếc sừng chính. Thysaidamotherium sống vào cuối thế Miocene ở một số vùng phía Tây Bắc Trung Quốc. Số 28. Darwinus. Là họ hàng của loài phượng cáo hiện đại, loài linh trưởng Schepserinae này sống trong thời kỳ Trung Eocene khoảng 47 triệu năm trước. Chỉ có một số hóa thạch của Darwinus từng được tìm thấy. Hóa thạch riêng lẻ có biệt danh là Ida được phát hiện ở Đức vào năm 1983. Nhưng đó không được đặt tên hoặc mô tả chính thức cho đến năm 2007 vì nó được giữ bí mật bởi một nhà sưu tầm tư nhân. Người đã mua nó ngay sau khi được tìm thấy. Darwinus là một trong những hóa thạch linh trưởng lâu đời nhất từng được phát hiện. Số 29. Thylacoleo. Mặc dù thường được gọi là sư tử có túi, nhưng Thylacoleo hoàn toàn không phải là sư tử. Thay vào đó, nó có quan hệ họ hàng gần gũi với các loài thú có túi như chuột túi và gấu túi. Nó có ngoại hình giống mèo và có kích thước tương đương với sư tử hiện đại. Thylacoleo là một loài động vật có vú ăn thịt trên cạn lớn nhất được biết đến ở Australia. Nó có một trong những cú cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài động vật nào trong hạng cân của nó. Số 30. Mega Piranha. Điều gì sẽ xảy ra nếu Piranha có thể phát triển gấp đôi kích thước hiện tại nhưng vẫn hung dữ như vậy? Những gì bạn sẽ nhận được là Mega Piranha, một loài cá cổ xưa có chiều dài trung bình khoảng 71cm và có thể nặng trung bình tới 10kg. Những chiếc răng cưa sắc nhọn của nó được sắp xếp theo hình zigzag duy nhất trên hàm trước. Nó tồn tại từ 80 triệu năm trước trong kỷ nguyên Miocene. Hóa thạch của loài cá này được tìm thấy ở Argentina ngày nay. Hóa thạch răng do loài cá này để lại cho thấy nó là loài ăn thịt giống như họ hàng hiện đại của nó, nhưng cũng có thể ăn nguyên liệu thực vật. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài này. Các bạn có thể tìm xem lại qua link mình đính kèm ở phần mô tả nhé. Số 31. Beelzebufo. Beelzebufo là một loài ếch thời tiền sử đặc biệt lớn, được mô tả vào năm 2008.
tên phổ biến được đặt bởi các phương tiện truyền thông đại chúng bao gồm ếch quỷ, cốc quỷ và ếch đến từ địa ngục. Hóa thạch của Beelzebub đã được tìm thấy từ các tầng thuộc hệ tầng Mevarano ở Madagascar, có niên đại vào cuối kỷ phân trắng. Nó được cho là đã sống cách đây 66 đến 70 triệu năm trước. Nó được coi là có liên quan chặt chẽ đến Bauru Bachacus từ thời kỳ cuối kỷ phân trắng ở Brazil. Cả hai đều có thể là họ hàng gần, mặc dù không phải là thành viên của họ ếch Nam Mỹ còn tồn tại là Ceratops brady. Số 32. Acrobleura. Acrobleura là một loài rết khổng lồ có chiều dài từ 0,3 cho đến 2,5 mét và có hơn 700 chân. Nó được coi là một trong những loài động vật không xương sống trên cạn lớn nhất từng được biết đến. Acrobleura sống trong thời kỳ kỷ Carbon khoảng 300 triệu năm trước. Các nhà khoa học không chắc chắn loài sinh vật khổng lồ này ăn gì, nhưng rất có thể nó là loài động vật ăn cỏ. Giống như động vật chân đốt thời hiện đại, Acrobleura lột xác định kỳ khi lớn lên. Vô số vỏ lột xác của loài động vật chân đốt khổng lồ này đã được phát hiện trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu, và chúng là bằng chứng duy nhất về sự tồn tại được lưu giữ trong hồ sơ hóa thạch. Vừa rồi là 32 loài sinh vật thời tiền sử tiêu biểu đại diện cho từng nhóm loài. Có thể mình đã thiếu sót một số nên các bạn có thể bình luận góp ý ở bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Old Jack sẽ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.